Đại diện Bộ đội Biên phòng quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho hay đang huy động lực lượng tìm kiếm du khách mất tích khi đi tắm biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ cùng ngày, có một nhóm du khách 6 người xuống tắm biển ở bãi tắm Phạm Văn Đồng. Đến khoảng 19 giờ 30 phút thì có 5 người trong nhóm này bị cuốn trôi. Lúc này người phụ nữ trong nhóm bơi được vào bờ gọi người kêu cứu. Ngay sau đó, anh Hữu Toàn Trung, 30 tuổi, dùng thuyền súp bơi ra cứu được 4 người gồm 3 nữ và 1 nam. Hiện còn một người đang mất tích là anh Đê, chú tỉnh Nam Định. Hiện lực lượng chức năng quận Sơn Trà đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm anh Đê.